Chào các bạn nha. Thì có một số bạn bảo là con Bét Nhị Đại Vương nó đang bị lỗi skill, boost tốc độ rất là kinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ coi thật hư như thế nào nha. Đây, các bạn có thể đổi con Bét Nhị Đại Vương chỗ này nha các bạn, free á, bằng cái điểm sâu đội nè. Điểm nó kèm khá dễ thôi, chứ mấy bạn dư nhiều lắm. Đây. Ok, trước tiên chúng ta sẽ tiến hóa bé lên nha. Mình ăn mắc cấp này các bạn. Phần cơ duyên thì nó chỉ có cơ duyên kỹ năng 2 với con đại đại vương thôi nha. Kỹ năng 3 không có. Con này là tay trống rồi. Ok, thì cái skill con này, skill 2 là khi bị sấm sét tấn công thì 85% các bạn nhận được mật. Còn skill 3 thì tăng thêm hiệu quả tăng tốc thêm 20%. Cái skill 3 này là thường thường các bạn dí nó sẽ có tốc độ cao hơn. Nhưng mà con này nó lại là, các bạn nói là, một số bạn nói là cái skill nó bị lỗi, nó thành một skill khác. Khi mình rít đó là nó sẽ được boost tốc độ luôn nha. Thì chúng ta sẽ đi test xem thật hư như nào nha. Mình tháo ECO với xài cái con trâu Reno này cho có tốc độ chuẩn xíu cho các bạn dễ nhìn ra. Đó, phát động skill đó. Skill đúp 313.2 nha. Lên 4 km nha các bạn. Tại con này siêu rớt chuẩn của nó là 309.2 nha. Đó. Đó, các bạn rít lại lên skill nữa kìa. 313.2, kìa không? Đó, rít lại lên skill, cái tỷ lệ nó rất là cao luôn. Auto cộng 4 km nha các bạn. Skill ảo vậy rồi. Và skill này là lúc mà phát động là nó hiện cái hình của skill 2 đạo cụ mới ảo chứ. Ảo quái luôn. Chúng ta có skill rồi. Rất là sớm. Tiếp tục là skill. Nói chung cứ hết là rít là nó gần như là tỷ lệ phát động gần như là có 100% vậy đó. Rất là ghê. Mặt búa trời. Ngon vãi nồi luôn. Lúc nào cũng được cộng 4 km nha các bạn. Rất là sướng. Skill quá mạnh các bạn ạ. Không ngờ là lỗi như thế này luôn á. Lúc đầu mà nghe mấy bạn nói mình cũng không tin lắm. Nhưng bây giờ thì quá là bất ngờ. Cái thôi. Không có xài rồi rít trượt. Không có bro bằng anh lên. Chúng mình non lắm. Nhưng mà mình bay qua đây được. Anh lên bay qua được không? Ồ, nó chạy gần 27 luôn. Vãi nồi. Mình không mất boost cái vòng đầu tiên có khi mình chạy được 27 luôn á. Bét mạnh vãi. Cứ vào là phát động skill rồi.
Hết rồi lại có. Skill này là skill của bét kim cương chứ không phải là bét Fury đâu nha. Thì cái skill này nó biết các bạn giống nào, có mặt tà đó các bạn. Các bạn rít là nó sẽ phát động skill cộng 4 km khi sẽ đúp. Nhưng mà cái này nó tỷ lệ phát động phải nói là gấp nhiều lần so với con mặt tà luôn đó. Không biết nó cộng sức mạnh mấy đứa không thôi, nhưng mà nó phát động phải nói là với tốc độ với đó là ông nội mặt tà luôn. Best skill của này thì đương nhiên các bạn biết là chạy map nào cũng được đó. Nào cũng ok. Mà nó sẽ mạnh hơn nếu mà nghiêng về mấy map ở lần trường hơn. Map này cảm giác chạy cũng có thể là phải nói là cũng có thể là gần sánh vai được con tiểu H các bạn. Lúc nào cũng cộng 4 km mà. Con tiểu H thì khi các bạn tích mát điểm thì có thể cộng đến 5-6 km là auto. Nhưng mà cái khúc đầu á thì con kiểu H nó chưa tích được điểm đó, nó sẽ cộng không cộng tốc độ nhiều bằng con này nha. Chung là cũng xem thôi. Kiểu phát động rất là nhanh nha. Nghĩ cái tỷ lệ này là chắc creep tỷ lệ nó cũng phải là 80-90% luôn á. Ông nội của mặt tà thiệt rồi. Tóc ghê vãi liền. Mặt tà tỷ lệ rít các bạn ra skill tầm 3 mấy thôi. Mà hình như con này nó không cộng sức mạnh mini boost các bạn à. Con mặt tà thấy bạn nó lên skill không những cộng tốc độ mà nó cộng sức mạnh mini boost nhiều lắm, đẩy tốc ghê lắm. Con này như là cộng phần tốc độ không thôi. Thành ra con này tính thời cuối cũng xem mặt tà thôi chứ không gọi là hơn nhiều đâu. Nhưng mà hơn thì cũng hợp xíu thôi. Nói chung là con bét này bây giờ rất là mạnh luôn. Từ một con bét Fury phế vật thành mấy con bét phải nói là sánh ngang so với những con bét kim cương mạnh nhất hiện tại luôn các bạn. Thật sự bạn nào mà không có con bét, mấy con bét mạnh như tiểu H, mặt tà rồi đó thì vào đổi ngay con này cho mình. Tốc độ chạy quá là lỗi đi, tranh thủ chạy rồi ý thôm mà có khi VNG nó phít á. Ba trăm hai mấy km luôn ạ, chiều xe lẫn bét. Làm 4 easy. Có nghe một bình đi cho liền. Hại thiệt chứ. Mình định xài siêu chuyển hướng mà tự nhiên mình lại nhát. Mà hôm mình xài cho đó siêu chuyển hướng tự nhiên dạo này mình xài cho nó hơi bị lỗi. Nhưng thằng này mình bị nhát luôn. Rối. Lúc nào nhìn lên cũng thấy bắt đầu skill đó. Về vãi đạn. Đây này, chuyển hướng này.
còn yếu. Chung tốc độ cao bóc mặt cái góc nó cũng không cái nó sao chung. Con này mình không được nhuyễn cho đó lắm. Chung phải chen lại rồi mới nhuyễn được. Vẫn về 30 kìa. Chạy không kém tiểu hắc đâu nha các bạn. Rất là ghê. Khúc đầu nó ngon hơn tiểu hắc nhiều. Xanh đó. Đường đua này là như là của nó và nó thích khởi động phía nào nó khởi động. Mấy đó là phải lấy má lên lụi nó mới sợ luôn á. Vãi thiệt mấy câu nội này. Rồi luôn. Nó bởi vậy đua mà kiểu như các bạn coi giải á, mấy đứa nó hay bị lỗi là lỗi liên tục rồi vậy. Bị đông là tự nhiên nó sao sao á, nó hay bị lỗi mấy lỗi liền đó. Cái đua giải rất là tâm lý. Các bạn coi đó, đua mấy tay đua rất là tâm lý luôn. Các bạn thường coi clip mình thấy mình đua nói chung là chắc tay vậy. Chứ vào giải đua solo rồi cũng tâm lý ghê lắm. Mình cũng lỗi vậy thôi. Ok, thì chắc clip mình cũng đến đó thôi nha. Bạn tranh thủ đổi badge và xài đi nha. Chứ nó fit sớm đấy. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong những clip hôm sau của mình nha. Bye bye. Đừng quên nhấn like và subscribe cho mình nha.